19 bao, bao khoản mà mình bảo tàng tốt thôi như thế nào nó mới vào vừa này là và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại sân vận động Hội Vườn Hoa Xứ Mường tại Lạc Sơn, Hòa Bình để cùng theo dõi trận thi đấu giữa đội Vườn Hoa Xứ Mường và Gấu Trúc Núi Trúc Hà Nội ạ. Xin lỗi Núi Trúc Hà Nội nhé các bạn nhé. Rồi, thi đấu thứ nhất, đội chủ nhà Vườn Hoa Xứ Mường phát bóng. Núi Trúc Hà Nội chuẩn bị. Vườn Hoa Xứ Mường trong trang phục áo đỏ, quần đen ở bên kia lưới nhé các bạn nhé. Còn Núi Trúc Hà Nội là bên màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Đội Núi Trúc chặt bóng ra ngoài, điểm Vườn Hoa Xứ Mường 1-0. 1-0 cho Vườn Hoa Xứ Mường rồi. Rất mạnh, một pha đá bóng rất mạnh của Núi Trúc Hà Nội. Điểm 1-1. Bóng rất cao nhưng đá ra ngoài. Điểm Núi Trúc Hà Nội 2-1 rồi các bạn ạ. Sân vận động này là tại Vũ Bình, Lạc Sơn nhé các bạn nhé. Phạt bóng rất mạnh. Làm gì đây? 5 đen, không được. Một pha chuyền bóng hơi lối của Vườn Hoa Xứ Mường. Điểm 3-1 cho Gấu Trúc Hà Nội, Núi Trúc Hà Nội, xin lỗi các bạn. Một pha đánh nhanh nhưng không thành công. Nam đen làm gì đây, không được. Vẫn là nam đen, không thành công các bạn ạ. Trường Giang rất mạnh. Điểm cho Vườn Hoa Xứ Mường 2-3 rồi các bạn nhé. Rất mạnh nhưng bóng sang ngoài. Điểm 3-0. Một pha đập bóng bay các bạn ạ. Bóng đá ra ngoài. Thành công đội Vườn Hoa Xứ Mường đập bóng nhưng Núi Trúc Hà Nội đã bán chán thành công rồi. Điểm 4-3 cho Núi Trúc Hà Nội. Điểm cho Vườn Hoa Xứ Mường 4-4. Nếu các bạn đi qua kênh của Tuấn Buồn thì các bạn nhớ để lại một like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube với các bạn nhé, để Tuấn Buồn có nhiều động lực sản xuất nhiều video hơn để cho các bạn xem. Rất mạnh. Điểm cho Núi Trúc Hà Nội 5-4 rồi các bạn nhé. Rất mạnh. Núi Trúc Hà Nội đã thành công.
6-4 xin lỗi 6-4 nhé các bạn nhé. Phạt bóng ngoài sân. Điểm cho Vườn Hoa Sương Mường 5-6. Vườn Hoa 5-6. Lại một lối phát bóng của Vườn Hoa Sương Mường rồi. Điểm lối trước 7-5. Lối bước 1 rồi. Điểm tiếp 8-5. Đây là sân vận động ở Vũ Bình nhé các bạn nhé. Vũ Bình Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, trong khuôn khổ giải bóng chuyền Vườn Hoa Sương Mường. Đá bóng rất mạnh nhưng bám chắn cũng rất tốt các bạn ạ. Điểm cho cầu Núi Trúc 9-5 rồi. Lại phát bóng lối của Núi Trúc. Điểm cho Vườn Hoa 6-8. Vườn Hoa Sương Mường 6-8 rồi. 6-9 các bạn ạ, xin lỗi. Điểm cho Vườn Hoa 7-9. 7-9. 7-9 các bạn nhé. Một pha đập nhanh. Trường Giang ra ngoài. Vâng, cầu thủ có chiều cao 1m94 các bạn ạ. Trường Giang sư ra ở Kim Bôi 1m94. Phát bóng vào sân, đội điểm cho Vườn Hoa 80. 80 rồi các bạn ạ. 80 cho Vườn Hoa Sứ Mường. Rất tốt, điểm cho Vườn Hoa Sương Mường 90. Một pha xử lý rất khôn khéo. Đập bóng thành công rồi, rất mạnh. Điểm cho Núi Trúc Hà Nội 11-9. Vườn Hoa Sương Mường có sự thay đổi người. Số 4 bật, số 5 bật. Số 10 ra sân. Trận bóng ngoài sân, điểm cho Vườn Hoa 10-11. 10-11 rồi các bạn ạ. Không được. Điểm cho Núi Trúc Hà Nội 12-10. Trúc 12-10. Rất mạnh. Vòng rất uy lực và rất nhanh các bạn ạ. Cầu thủ số 2 của Núi Trúc Hà Nội 13-10. Lại là một pha phát bóng tấn công đây. Ra ngoài rồi. Phát bóng ngoài sân. Điểm cho Vườn Hoa Sương Mường 11-13 rồi. Bám chắn không thành công. Điểm cho Núi Trúc Hà Nội 14-11 rồi. Vườn Hoa Sương Mường cố gắng lên.
Rất nhanh, một pha đá bóng rất nhanh của số 2, ghi điểm 13-10, 12-14. Xử lý trên lưới rất tốt của Vườn Hoa Sứ Mường. Điểm cho Vườn Hoa 13-14. 13-14 rồi. Hai đội chúng ta cũng cùng nhau cố gắng lên. Thời tiết hiện tại ở Vũ Bình, Lạc Sơn, thời tiết đang rất nắng nha các bạn nhé. Nắng rất to luôn. Đá bóng rất tốt. Điểm cho Lưu Trú Hà Nội 15-13. Rất tốt, một pha đá bóng rất nhanh. Chúng đá bóng chạm lưới, điểm cho Vườn Hoa. Vâng, xin lỗi, Vườn Hoa Hà Nội chạm lưới các bạn ạ. Điểm 14-15 rồi. Một pha đá bóng rất mạnh nhưng bóng ra ngoài. Điểm 15 đều cho Vườn Hoa Sứ Mường. Chúc Hà Nội xin tập thêm ngồi ý nhé các bạn nhé. Lần thứ nhất trong hiệp đấu thứ nhất. Còn đến viên, cái lô mới khái kìa, ông chẳng không khái chứ. Đấy, cái thú này, cái thú chưa? Con thú trung đại thì... Bên chiên chưa? Cái này cài rồi. Cái bên chiên hả? Không ăn mình này, còn ở đâu? Bên chiên nó đuổi mù mà kể cho khái. Còn bên chiên nó kịch nặng, cái ông mù mù mù. Đã hết thời gian rồi, xin mời hai đội trưởng thăm tiếp tục thi đấu. Thắm chắn rất tốt của Vườn Hoa Sứ Mường. Điểm 16-15. Một pha đánh nhanh rất thành công của Lưu Trú Hà Nội. 16 đều rồi. Thắng chắn thành công của Lưu Trú Hà Nội. Điểm Lưu Trú Hà Nội 17-16 các bạn nhé. Rất tốt. 18-16 rồi. 16. Nếu các bạn đi qua kênh YouTube Tuần Biển thì các bạn nhớ để lại một like, một nút chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh YouTube với các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rất mạnh. Một pha đá bóng rất mạnh của Văn Điệp các bạn ạ. 17-18 rồi. Một pha đáp trả từ không phần kém các bạn ạ, đến từ vị trí số 9 của Lưu Trú Hà Nội. 19-17. Điểm 18-19. Bao nhỏ rất tốt luôn các bạn ạ. Nhớ Phương nó ăn ạ. Thôi ăn em. Rất mạnh, lại là vị trí số 9 của Lưu Trú Hà Nội. Rất tốt luôn. 20-18 mang về điểm số cho Lưu Trú Hà Nội. Vườn Hoa Sứ Mường còn phải cố gắng hơn nữa các bạn ạ, để lấy lại sức động đầu tiên, để lấy lại tinh thần của mình. Chạm lưới rồi. Điểm cho Vườn Hoa Sứ Mường. Lưu Trú đá bóng phản đối kỹ thuật
điểm cho Vườn Hoa 19-20. 19-20. Lại là số 9 của Nguyễn Trúc Hà Nội, một pha đập bóng cũng rất mạnh. Điểm cho Nguyễn Trúc. Điểm 21-19 rồi. Chặn đi chết với nó không nhá. Chắc lại là một pha phạt bóng tấn công rồi. Chặn hay không? Không đúng. Nam Điền đập bóng rất tốt. Đập bóng tốt. Điểm. Điểm cho 20-21. 20-21. Sau rất tốt, một pha đập bóng rất uy lực. Đập bóng tốt, điểm cho Vườn Hoa 21 đều. Văn Nam 21 đều. Xin lỗi. 21 đều các bạn ạ. Sáu ra, thứ 10 vào. Thành công rồi. Vị trí số 2 của Nguyễn Trúc Hà Nội. 22-21 rồi. Chỉ còn 3 điểm nữa thôi thì kết quả sẽ biết được các bạn ạ. Rất mạnh. Vòng đánh bóng nhanh các bạn nhé. Vườn Hoa Sơn Mường 22 đều. Núi Trúc Hà Nội rất mạnh, 23-22 mang về điểm số cho Núi Trúc Hà Nội. Đánh xa cũng được, đánh gần được. Một pha phát bóng lỏng lẻo nhưng đã thành công. Chạm lưới các bạn ạ, phần lưới. 24-22. Lần hội thứ nhất. Vườn Hoa sẽ mở sẽ hội ý. Dài mà chồm kì mày chả nó hổ đi. Chả bỏ mày luôn mà hổ đi. Đó là thời gian của mình. Xin đợi hai đội trưởng về sân tiếp tục thi đấu. Đội kia con và trái ôi rồi mà. Về thay đi, về thay này. Đi vô chẳng lại. Nam Điền rất mạnh. Một pha đập bóng rất mạnh của Văn Nam. Số 8 bên Vườn Hoa Sơn Mường. 23-24. Chỉ còn một điểm nữa thôi. Một điểm hết và một điểm hòa. Đội đối thúc có thử hội ý. Là đội ý thứ 2. Hà tài nữa. Hòa điêu, tài hết. Tài hết, tài điêu. Đấy, nó không bóng lên rồi, tình hình nhanh rồi. Nó bỏ nhỏ ra cái 2 loại. Đã hết thời gian hội ý, xin mời hai đội cho tiếp tục thi đấu. Đội Vườn Hoa có sự thay đổi người. Vườn Hoa Sơn Mường có sự thay đổi người nhé các bạn nhé. Một ra năm vào. Tám ra bảy vào. Rất mạnh nhưng bàn chắn cũng rất tốt các bạn ạ. Kết quả nữa là
sang lại 24 đều. 24 đều rồi các bạn ạ. Rất kịch tính luôn. Các bạn đi qua kênh YouTube của Tuấn Biển thì hãy để lại cho mình một like nhé, một nút chia sẻ, đăng ký kênh. Xử lý lỗi của vườn hoa xứ Mường. Điểm 25-24 cho Đấu Trúc Hà Nội. Không được. Kết thúc trang. Không. 26-24 cho Lũ Trúc Hà Nội. 26-24. Như vậy là hiệp đầu tiên thì Lũ Trúc Hà Nội tạm dẫn trước Vườn Hoa Xứ Mường đội chủ nhà với tỷ số 1-0 nghiêng về Lũ Trúc Hà Nội nha các bạn nhé. Bây giờ hai đội sẽ đổi sân và chuyển sang hiệp thứ hai. Ban tổ chức xin thông báo trận thứ hai của buổi sáng ngày hôm nay sau khi trận đấu tiên trong diễn ra thế này: trận Giao Thủy Nam Định gặp câu lạc bộ Hòa Bình. Nhiều thôm nhiều bé ra cái này cả. Đây hai đội chuẩn bị. Đấy bao nhiêu hóa rồi? Huyền Nam Bình mà. Ai chứ nào Bình. Đã tổ chức xin thông báo sau trận đấu diễn ra trên sân. Đây là trận đấu thứ hạng của buổi sáng. Là trận đấu của bảng B. Giao Thủy Nam Định gặp câu lạc bộ Hòa Bình. Định hai đội chuẩn bị. Con đội Vinh Dương này nhỉ? Con đội Vinh Bình. Vinh Dương chứ? Vinh Dương chứ? Thế Vinh Dương là thắng trên đâu chơi này? Không có Vinh Dương. Công ty mà chứ đâu? Vinh Dương này. À, phải phòng Vinh Dương chứ là? Thêm rồi đó. Thêm công ty trên này. Công ty chứ đây quanh đó. Đó, mấy người phải phòng Vinh Dương. Phòng miếng nào? Ban tổ chức xin thông báo ở các trận vòng bảng chúng tôi sẽ tổ chức thi đấu 3 set 25 điểm. Chúng tôi xin thông báo tất cả các trận thi đấu vòng bảng ban tổ chức sẽ thi đấu theo thứ tự 3 tháng 2 và vòng bán kết và chung kết thi đấu 5.